Anh chị nào mà bị ho lâu ngày không hết á thì tìm ngay mua cho em cây thuốc dồi thân tím này về uống nha. Vài ngày sẽ bớt thấy rõ luôn. Cây thuốc dồi thân tím này công dụng của nó rất là hay luôn, trị bệnh ho lâu ngày không hết nè. Anh chị nám phổi do hút thuốc nhiều, lao phổi nè, viêm ho do hậu Covid tái phát lại nha anh chị. Nhất là thời tiết như bây giờ nè, mưa gió trở trời thất thường á, trong nhà mình có bé nhỏ mà bị ho hoài lâu ngày không hết á, anh chị mà bé trên 3 tuổi là mình uống được rồi nha. Cho uống mấy ngày thôi là bé hết thấy rõ luôn anh chị. Anh chị hãy mua cây thuốc dồi này về trồng ở trong nhà để phòng hoặc uống thường xuyên, nó rất là tốt luôn nha. Một số nơi cái cây thuốc dồi này nó gần như không còn ai trồng nữa, cho nên nó rất là quý luôn. Cây thuốc dồi còn có công dụng tuyệt vời nữa là làm mát cơ thể cho mình nè, và thanh lọc cơ thể. Mình uống mỗi ngày cũng được nha anh chị. Mình uống tươi hoặc uống khô đều được nha. Anh chị nào mà bị ho lâu ngày thì mình sử dụng tầm vài ngày sẽ bớt thấy rõ luôn. Em cảm ơn anh chị đã chia sẻ bài thuốc quý này. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.